Đó là mô massage mà. Vùng Mulato là trồng ở đâu? Dạ. Bên trong là Tây Hiểu. Tây Hiểu hơi xa. Bên kia đang hút bên kia. Bên kia là cắt. Anh cái này là có cần phải ủ là ủ chua lại. Ủ chua mà. Đây là ủ chua. Con phải cắt ăn được tiếp, cắt luôn. À. Xe chở luôn. Thế dạ. Có cái là phải cắt trực tiếp luôn. Thế cắt dạ. Xong nó phun được xe luôn. Luôn. Hình như máy bên kia đúng không? Không, máy cái cùng máy hút. À máy, máy hút. Máy đi em xuống là 30% rồi. Mình đánh 30%. Phải héo tôi này là mình ủ chua mới tốt đúng không? Héo mới ủ chua được. Héo mới tốt, không không héo nó bị thối. Không héo thối. Cắt thế này là hôm sau nó nảy mầm lên tốt anh Tùng này. Mày hút cỏ. Cái gốc này thông thường là 3 năm lại phải cơ bản. Gốc mà càng thưa thì năng suất cao. Có một nghịch lý vậy. À thế à. Cái gốc còn thưa thì nó tự nó làm thưa lại chứ không phải là tự mình làm thưa. Tự nó làm thưa là vì những cái cây này nó tiêu diệt nhau. Nó tiêu diệt nhau, nó khỏe nó đấy. Khi nào mà nó còn thì năng suất cao. Thì tăng cây lẻ nó như cái đồng băng ngắt của như châu Âu thì nó cứ nhốn nha nhốn nháo rồi mình hợp nhốn nha nhốn nháo thì cả em nhìn thấy bảo là có vẻ nó mất quá nhiều, nó tự nó điều chỉnh hái được nó kiếm mai nay gió máy lên nhiều đầu bờ khi nào mình kẹp gió máy đây thì thấy bên cua của khé của máy là nó... Đây là cỏ anh Tùng, đây là cỏ bẹc mô đa anh Tùng này, bẹc mô đa dạ cỏ chỉ có gà đấy, cỏ chỉ có gà đấy, bẹc mô đa đấy. Nó thanh thảm đó. Đây này nếu chỉ làm là nó như này. Thằng này là rác vô tư này. Gọi là chịu dẫm đạp chịu mấy đề. Cái này đem ô tô vào dằn cũng chả sao mà. Nhưng mà cỏ voi vào dằn thôi là đi hết. Dạ, cỏ voi thì nó nát hết gốc. Không phải là đi cỏ voi mà đi ô tô luôn. Thùng bánh đúng không? Dưới chân ấy. Nếu mà cắt bằng tay nó vẫn cứng xong nó cứ cao dần lên. À. Đúng không? Dạ à, đúng rồi. Cắt bằng tay thì mình phải cắt đúng chuẩn của nó là khoảng 7 cm. Ừ. 5 đến 7 cm thôi như chỗ lúc nãy mình xem ấy, anh Tùng xem lúc nãy. Ừ. Còn mình cắt mà cao quá thì nó lại nhanh tàn gốc. Nếu như cắt bằng tay thì mình nghĩ là tuổi thọ nó sẽ kém hơn. Yeah. Đó là dằn tưới đấy, dằn tưới của thấy hát đó. Này dằn tưới bên này mới sới xong chuẩn bị trồng tiếp. Nếu mà chạy lên Tây Hiếu mấy chục cây nữa thì xa. Xem cái vườn cỏ của nó to. Chắc là xem Tây Hiếu
phải là phun thuốc diệt cỏ không? Thuốc diệt cỏ sau đó mới gieo hạt. Máy bên đây là gieo à? À, có loại thuốc là gieo trước rồi phun sau luôn à? Liên hoàn làm liên hoàn kia đâu còn gieo lên tận kia, phun tận lên kia. Đây là trồng cỏ tại Việt Nam mà theo công nghệ của nước ngoài. Đấy, cái máy mà em nói với anh này, đi một cái là ô tô mình phải tránh đấy. Cái này đi giữa đường thì ô tô phải tránh nhá, biết làm sao. Cái này là gieo hạt của anh thì chưa? Đó thì là mày gieo hạt cỏ. Không nhìn thấy được nhỉ? Đấy đấy. À, đây là ngô, gieo ngô. Thằng này là nó chổng máy chưa lắp trong kia lắm. Thằng này nó đặt nó gô ghê nó lắp không được. Là ví dụ như mật độ bọn anh đang gieo là 75.000 hàng thạch tan này, được thế nó rơi nó còn mấy đếm. Mà khoảng cách cũng thấy hơi xưa. Một mét sáu hạt, 1m6 hạt. À. Còn hàng cái hàng là 76. À. 76. Hàng cái hàng thì nó phải đi theo máy, nó đi theo. Nó đi theo khung máy rồi. Cái này là cái công trình, cái này cái cố định. À. Khi mà là quyết định thường thường nước ngoài nó có hai loại máy là 76, hàng cái hàng 76 và loại máy 90, hàng cái hàng 90. Yeah. Mình phải chọn 76 rồi thì mua các cái hệ thống khác, máy khác cũng là 76. Yeah. Anh đặt đấy được mà. À nhưng mà nó đi theo các loại máy khác. Đi theo các loại máy khác. Kể cả máy phun thuốc rồi cái máy đầu kéo chân đi. Tức là khoảng cách này quyết định tất cả các loại máy đi theo sau nó.
đâu bơ nó hạt nó xuống nó không lọc được, vì khi nó bị vắng cây đấy nó vắng nó nổi cái gan đấy thật là suất nhiều khi là rủi ro nó cao. Diệt bên này sao này nó còn chảy bên kia ăn. Bên này là một chút anh cho cỏ đấy. Cho con cỏ vào massage đấy. Anh phải lắc cái người đang lấy ở đây. Đây là cái khu này bây giờ là chuyên gây ngủ anh. Sáng này chuyển đi làm việc toàn bộ cái này.